Xin chào mọi người, hôm nay thì giới thiệu cho mọi người một em xe Vario nhập khẩu rất là đẹp ha. Không phải là một em đâu, tí nữa Hà sẽ giới thiệu cho mọi người rất là nhiều em, nhiều màu luôn nha. Và màu đầu tiên đó là phiên bản màu xanh ngọc nha mọi người. Phiên bản này thì Hà đang lên từ bản cao cấp nha mọi người nha. Nên mọi người thấy là nó sẽ có hai cái remote này nè. Đó là thay vì sử dụng chìa khóa nó sẽ dùng remote nha. Đây là bản cao cấp độ màu lên. Tại sao lại nói độ màu? Có nghĩa là nhà máy người ta không sản xuất màu này cho mọi người đâu nha, mà bên hàng nhập khẩu từ Indo về xong rồi bên hàng mới sơn. Hàng nhập khẩu thì mọi người để ý nó sẽ có cái bát đằng trước ha. Tại vì ở bên kia họ sẽ gắn biển số cả trước cả sau luôn mọi người nha. Còn về Việt Nam mình thì mình có thể biến tấu lại. Còn những cái vết này chỉ là vết keo thôi nha mọi người, không phải là bị chày, không phải là dơ nha. Nó là vết keo á. Lúc mà về thì quấn nó hơi kỹ á mọi người, nên là gỡ ra nó chưa có hết. Rồi màu sơn 3D thì mọi người thấy bên hàng cũng chẳng có thiết kế tem gì hết cả, chỉ có dán tem nổi để đảm bảo đúng điều kiện lưu thông, là bao gồm tem nhãn đó mọi người ha. Rồi xe này có một cái cốp rất là rộng luôn ha mọi người. Cái cốp này có thể để vừa hai nón bảo hiểm nè, kèm theo một số phụ kiện cá nhân nữa. Còn đây là gương theo xe nha mọi người. Đây cái hộp gương của nó nè. Đây là hộp gương theo xe ha. Đó. Và mẫu xe này á mọi người thì Hà thấy nó rất là tiện luôn, nam nữ đều chạy được ha. Cái sàn để chân rất là rộng, nó còn có cổng sạc ở bên trái nữa nha mọi người. Ngoài khóa thông minh nó sẽ có cổng sạc ở bên trái, và cái cổng sạc của nó sẽ có cái nắp đậy luôn. Và nó sâu nữa mọi người ha. Nó sâu rất là sâu mà có thể sử dụng được ha. Xe này sẽ có dừng tắt 3 giây luôn nha mọi người. Có nghĩa là khi mà dừng đèn xanh đèn đỏ thì mình sẽ nó sẽ tự ngắt động cơ, rồi mình chạy thì mình chỉ rồ ga mình chạy thôi, mình không cần phải đề máy lại ha. Và em này hiện tại đang có giá là 41.900, là phiên bản màu 3D có khóa thông minh cổng sạc luôn ha. Còn ví dụ mình lấy phiên bản màu zin của nó thì nó chỉ có 39.900 thôi, là cũng có khóa thông minh. Còn mình lấy màu tiêu chuẩn thì nó rẻ hơn, tức là xài chìa khóa đó mọi người. Đó, màu zin chỉ có 37 triệu thôi, còn màu 3D là 39 ha. Đó. Rồi, đây Hà có thêm màu trắng cho mình nè mọi người. Trắng nè, cam nè. Hai màu này cũng rất là đẹp ha. Màu trắng này bên Hà phối tem tem đen cam nha mọi người. Đen cam ha. Sơn ha mọi người, không phải là dán rời đâu nha cả nhà. Đó. Rồi, ngoài hai màu này ra thì bên Hà còn rất là nhiều màu nữa nha mọi người. Đây. Mọi người xem ha. Trắng hồng nè, trắng đỏ, trắng xanh nè, cực kỳ nhiều màu cho mình luôn nha. Đó, màu nào cũng có hết. Mà bên Hà còn nhận sơn theo yêu cầu nữa nha mọi người. Ví dụ như mình thấy cái màu nào mà mình thích ở đây chưa có thì mình đặt ha. Hà có sơn yêu cầu cho mình luôn. Và chẳng hạn như cái em này nè. Đây nè, phiên bản tiêu chuẩn là màu bạc đen nè, rất là đẹp nha. Phiên bản này rất là đẹp luôn. Chỉ có 39 triệu thôi ha. Và đặc biệt thì hiện tại dòng xe này Hà đang hỗ trợ mua trả góp trả trước rất là thấp luôn. Chỉ từ 2 triệu trở lên thôi là mình có thể sở hữu được xe. Xe là xe mới 100% nha mọi người. Màu xám thi măng này cũng 39 triệu luôn nè mọi người. Đó, màu 3D luôn đó nha. Đó, kiểu vậy á. Nói chung là xe này nó có nhiều phiên bản lắm ha. Nó sẽ dao động giá từ khoảng 37 triệu cho tới 43 triệu tùy màu. Đó, xe Vario 125 dao động từ 37 tới 43, xe nhập khẩu trực tiếp từ Indo nha. Và mua gốc trả trước từ 2 triệu trở lên là được. Thủ tục mua gốc rất là đơn giản, chỉ cần căn cứ công dân gốc và đủ 18 thôi. Trước khi tới thì gọi cho Hà qua số hotline 0356 806 537. Hà sẽ tư vấn đặt lịch hẹn cho mình, giảm thêm cho mình từ 1 triệu đến 2 triệu tiền tăng xe nha. Và mình dẫn khách có hoa hồng từ 500 tới 1 triệu nữa nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Anh chị nào ở xa muốn ship xe thì liên hệ với em luôn để tránh lừa đảo nha. Hôm nay thì tạm biệt mọi người ở đây. Xem xong mọi người nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh luôn nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.